chương trình của hãng truyền hình VLC, tức là vui cười xuyên lục địa. Chào VLC. Vui cười giải tỏa căng thẳng, nghỉ xả hơi, hãy đến với cười chút chơi. Bạn sẽ được trò chuyện với những xem nổi tiếng, được cập nhật những thông tin với những góc nhìn 360 độ, và trên hết là cười chút chơi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Cười chúc chơi. VLC tức là vui cười xuyên lục địa. Vui cười giải tỏa căng thẳng, nghỉ xả hơi, hãy đến với cười chúc chơi. Bạn sẽ được trò chuyện với những người xem nổi tiếng và được cập nhật những thông tin dưới góc nhìn 360 độ, và trên hết là cười chúc chơi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ hơn thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên HTV7.